Hello anh em, có phải từ trước Tết đến giờ rồi mà mình vẫn chưa ra một số hỏi đáp nào đúng không? Ngày hôm nay đang đi ra ngoài chơi mà quên mất chưa làm hỏi đáp nên thôi. Dừng lại và quay hỏi đáp dành cho anh em. Thì để không dài dòng nữa thì mình sẽ vào luôn. Thì mình sẽ gộp hai câu hỏi của hai bạn lại với nhau bởi vì mình thấy nó rất là tương đồng. Câu đầu tiên của bạn Phùng Phạm và bạn Giác Khánh Nguyễn. Bạn Phùng Phạm có hỏi là tại sao CPU Core i5-9400 lại đắt hơn nhiều khi so với i5-9400F vậy ạ? Và bạn Gia Khánh Nguyễn, tại sao CPU của Intel lại bỏ những AI GPU thì hiệu suất render video sẽ giảm như mấy dòng F, còn AMD thì lại bỏ hiệu năng video vẫn cao? Thì mình đã trả lời hai ý. Đầu tiên là tại sao CPU i5-9400 lại đắt hơn CPU Core i5-9400F, thì là do i5-9400 vẫn có tích hợp cả loại bạn Intel HD Graphics, hay em hay gọi nhanh là iGPU, còn CPU dòng F sẽ bị loại bỏ đi cả loại tích hợp. Đối với những anh em chơi game ấy, thì cả loại tích hợp của Intel thì nó thật nó như một trò hề luôn. Còn đối với những em làm việc ấy, thì cả loại tích hợp của Intel lại giúp ích rất nhiều. Đó là công nghệ Intel Quixing, anh em có thể kết hợp giữa CPU và iGPU lại với nhau để encode video với tốc độ rất cao. Còn tại sao CPU của AMD khi không có cả loại tích hợp? Cả loại tích hợp của AMD là Vega, tại sao cái cắt giảm đi lại không ảnh hưởng về hiệu suất render vẫn cao? Thật ra không phải nói là vẫn cao đâu, mà thực tế ra là có hay không có nó không quan trọng, bởi vì Intel cao hơn là do có Quixing, còn AMD thì lại không có công nghệ nào có tương đương như vậy. Nên việc bạn sở hữu các CPU có cả loại tích hợp là Vega so với các CPU không có, nó hoàn toàn tốc độ render như nhau khi mà CPU có cùng số nhân và cùng xung nhịp. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tí Nghị Giang. Mình có một số câu hỏi, với mức giá 10 triệu thì nên chọn RX 5700 XT hay RTX 2060 hoặc RTX 2060 Super, tại sao một số hàng lại có card rẻ hơn, có phải chất lượng của nhân GPU thấp hơn không? Thì nếu bạn chỉ đơn thuần xét trên khía cạnh gọi là hiệu năng ở trên giá thành thì RX 5700 XT sẽ cho hiệu năng trên giá thành cao hơn. Còn đối với những bạn mà vừa chơi game vừa làm việc, ví dụ bạn làm các công việc sử dụng bộ công cụ của Adobe, thì mình khuyên bạn nên sử dụng các card đó gọi là RTX 2060 hoặc RTX 2060 Super. Và cái tiếp theo là tại sao GPU của những hãng card, ví dụ nhá, RTX 2060 Super Strix đắt đúng không? Còn nhưng mà RTX 2060 Super của một hãng ví dụ như Galaxy hay Inno 3D thì chất lượng như nào mà lại rẻ hơn? Thứ nhất ấy là nhân GPU đều do Nvidia cung cấp và giống hoàn toàn nhau, không có chuyện Nvidia cung cấp cho cái nhà này nhân đồ họa chất lượng cao còn nhà kia chất lượng thấp. Mà cái ảnh hưởng đến giá thành đầu tiên đó chính là vấn đề thương hiệu lâu đời thì giá sẽ cao, và cái tiếp theo đó là chất lượng gia công của bảng mạch như thế nào. Đối với những phiên bản đắt tiền thì đương nhiên rồi, cái chất lượng gia công bảng mạch rất cao, người ta có thể gọi là thêm các tụ này, các mạch VRM, các chip nhớ chất lượng cao đắt tiền đến từ các hãng như ví dụ như kiểu Samsung, hoặc là các nhân đồ họa đấy là người ta ép sung sẵn lên nhà sản xuất rồi cho hiệu năng về làm việc khi so với các dòng tầm cùng tầm tiền hoặc là thấp hơn nó sẽ cao hơn, thì vì thế giá thành sản phẩm nó phải đẩy cao lên. Câu hỏi của bạn Giang Hưng, giờ mua GTX 770 có ổn không, và GTX 770 bằng con nào hiện tại ạ? GTX 770 có tuổi đời rất cao rồi, bây giờ nó ra đến 1660 rồi. Thì mình nghĩ nếu như bạn là một người hoài cổ thích sử dụng các đồ cũ ấy, thì bạn hoàn toàn có thể mua được GTX 770. Tuy nhiên về khả năng ăn điện thì nó cũng rất nhiều ấy. Mình nhớ không nhầm là nó sử dụng một cổng 6 pin với một cổng 8 pin hay là hai cổng 8 pin, mình không nhớ rõ lắm. Nên bộ nguồn của bạn sử dụng sẽ phải rất cao. Và cái thứ hai là về phần hiệu năng, thì hiệu năng theo mình thấy ấy, nó chỉ tương đương với 1050 Ti. À, cao hơn 1050 Ti, cùng lắm cao hơn thôi. Chứ còn nếu mà để so với như kiểu 1650 hay 1660 thì GTX 770 hơi già rồi. Rồi chuyển sang câu hỏi của bạn Hiệp Trần. Mình định build B450 Athlon 3000 RX 590 có ổn không? Và combo này chọn màn bao nhiêu hẹp là tốt nhất? Ổn ở đây nghĩa là theo bạn như nào? Nhưng theo ý của mình ấy, B450 RX 590 rất ổn. Tuy nhiên CPU lại không ổn lắm, bởi vì CPU này chỉ là một CPU 2x4 luồng, xung nhịp cũng không phải là cao. Nó chỉ 3.5 hay 3.9 thì không nhớ rõ lắm. Thì theo mình nghĩ ấy, bạn nên lựa chọn tối thiểu sẽ là Ryzen 3 trở lên. Bạn có thể lựa chọn các mã như 2300X hoặc là 3200G, đây là tùy lựa chọn các bạn. Còn tối ưu nhất theo mình chọn để chơi game làm việc cân bằng thì bạn nên lựa chọn CPU Ryzen 5 2600, 3500 hoặc là 3600. Và tiếp theo, màn hình bao nhiêu hẹp? Nếu các bạn chơi các game như kiểu CSGO và Dota, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các cái màn hình 120Hz là ổn định rồi. Còn nếu các bạn chơi các tựa game offline mà nặng ấy, thì mình nghĩ chỉ lựa chọn cái màn hình 60Hz để đảm bảo túi tiền hơn. Cái này thực ra phụ thuộc vào nhiều nhu cầu với số tiền tối đa bạn bỏ ra bao nhiêu. Bây giờ bạn phải nói cho mình là số tiền tối đa bạn có thể bỏ ra là bao nhiêu thì mình mới tư vấn được chứ. Câu hỏi của bạn BLSS, anh có máy tính dưới 7 triệu không ạ? Nhiều, máy tính từ 7 triệu nhiều lắm. Bạn có thể lựa chọn các bộ PC Alphard Office chẳng hạn này, trang bị nó hơi thấp một chút, hoặc bạn có thể lựa chọn các mẫu NUC. Cái link của các sản phẩm NUC mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Chứ còn nếu bạn bảo 7 triệu hoặc cả các đó bạn thì hơi khó đấy. Thật, hơi khó thật sự. Cuối cùng là câu hỏi bạn Thụy Nguyễn, câu hỏi ngu, dòng G là của Intel hay là của AMD vậy? Đây là một câu hỏi rất thú vị.
mình có thể nói là của cả hai. Các bạn biết vì sao không? Thì đầu tiên, cách đây một vài năm, dòng G là dòng thể hiện các CPU của AMD được tích hợp. À không, thật ra dòng G là gọi là các APU, là các CPU của AMD tích hợp cả đồ họa, là Vega. Thì ví dụ nhá, cái con CPU là anh em thấy nhiều nhất là Ryzen 5 3400G được tích hợp cả đồ họa là Vega, giúp anh em chơi game khỏe hơn rất nhiều khi so với Intel HD Graphics. Và bên Intel cũng tương tự có một dòng kết hợp với AMD, đó là con CPU i7-8709G chẳng hạn. Mình không nhớ rõ lắm, các bạn thông cảm nhé. Thực sự là mình hơi quên mã một chút. Tuy nhiên thì AMD và Intel có kết hợp để tạo ra một con CPU có nhân đồ họa tích hợp mạnh, xuất hiện trên các mẫu NEC 2DS. Thì link của các sản phẩm đấy mình sẽ để luôn ở phần mô tả video, anh em có thể click vào xem. Em thông cảm nhé, kiểu nhiều mã đôi khi hay quên. Còn đối với Intel cũng có một dòng G. Dòng G ở đây đó chính là các CPU thế hệ 10 của Intel dành cho laptop, thì được trang bị là Iris Plus. Thì G này không phải có mỗi đuôi G đâu, mà sẽ là G1 này, G3, G5, G7. Nghe nhiều cả cà phê ấy nhỉ? À không, em nó hơi lằng nhằng một chút, thì mong anh em nghe lại và hiểu giúp mình nhá. Ok, vậy thì số hỏi đáp ngày hôm nay là kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi nào hay mà thú vị ấy thì đừng quên để lại ở dưới mục bình luận của video. Hẹn lại anh em ở những video sau.